phản ứng trái ngược của Thành Thành Hiền và Chế Phong sau khi ly hôn. Thành Thành Hiền kết hôn với Chế Phong, con trai danh ca Chế Linh, vào năm 2014. Trước khi bước vào cuộc hôn nhân này, cặp đôi có tới 4 năm tìm hiểu và mỗi người đều trải qua những đổ vỡ trong hôn nhân. Hạnh phúc ngọt ngào cùng hồn lễ lớn được tái hiện như một live show ca nhạc khiến khán giả tin rằng Thành Thành Hiền đã tìm được bến đỗ sau nhiều sóng gió. Sau hôn lễ, cặp đôi thường xuyên xuất hiện. Chế Phong không còn đi hát mà lùi hẳn về hậu trường để hỗ trợ cho bà xã tài năng. Chia sẻ với phóng viên, Thanh Thanh Hiền khẳng định giữa cô và Chế Phong có đôi chút bất đồng nhưng hạnh phúc vẫn tràn đầy. Tuy nhiên, năm 2019, cặp đôi vướng tin đồn, chia tay. Thanh Thanh Hiền và Chế Phong không còn sống chung. Đến tháng 12/2020, Thanh Thanh Hiền chia sẻ với báo giới rằng cô và Chế Phong đã chia tay tháng 4/2020. Trên tờ Gia đình và Xã hội, nữ nghệ sĩ đau lòng cho hay Chế Phong đã thay lòng đổi dạ sau 7 năm chung sống. Cô đã cho anh cơ hội để sửa đổi, bản thân anh cũng đã cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này. Lý trí nói với tôi phải cho người đó cơ hội, còn tình cảm thì nói lời ngược lại. Vết thương sâu quá, không liền được. Nếu muốn vết thương lành ra thì chỉ còn một cách là chia tay. Thanh Thanh Hiền cho hay, sau khi ly hôn, cô đã đau lòng và thất vọng tới mức không còn muốn gặp lại người đàn ông cô đã từng rất tin tưởng, yêu thương. Đến giây phút này, tôi không muốn gặp lại Chế Phong một lần nào nữa, cho dù là gặp để lấy lại gia sản. Có chăng trong thâm tâm, tôi muốn nhắn nhủ với Chế Phong rằng, qua đổ vỡ, mất mát và nỗi đau, anh phải nhìn nhận lại bản thân. Tôi mong rằng sau này anh gặp một người nào đấy thì sẽ sống tốt với họ để có thể hạnh phúc trong chính căn hộ mà tôi mua bằng tiền của tôi ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, nguồn Gia đình Xã hội. Trong khi Thanh Thanh Hiền dứt khoát từ bỏ, Chế Phong dường như vẫn còn rất lưu luyến. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ vẫn giữ những hình ảnh hạnh phúc bên Thanh Thanh Hiền và các con của cô. Anh thường xuyên cập nhật hình ảnh khu nhà vườn của Thanh Thanh Hiền tại Sóc Sơn. Đặc biệt, tới đầu tháng 11/2020, Chế Phong vẫn đăng tải một bức ảnh rất tình cảm giữa anh và Thanh Thanh Hiền kèm lời nhắn đầy thiết tha, hãy cứ như cái tên của em nhé. Đến thời điểm hiện tại, con trai Chế Linh vẫn để ảnh đại diện cá nhân là bức hình anh ôm trọn ba mẹ con Thanh Thanh Hiền trong tay với nụ cười hạnh phúc. Có thể thấy, trái ngược với phản ứng dứt khoát quyết liệt của Thanh Thanh Hiền, Chế Phong vẫn rất lưu luyến với cuộc hôn nhân đã đổ vỡ này. Yeah.